sau đây là kỹ thuật dát vàng. Sau khi để mà dát vàng lên được á, thì chúng ta phải dùng keo dát vàng để dán lên trên này, dán lên để viết lên trên cái nền mình cần viết. Sau đó các bạn đợi nó khô khoảng 2 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ, rồi chúng ta sẽ tiến hành lấy vàng và dát lên. Đây là cái vàng 24K, nó rất là mỏng nha, vàng thì rất là mỏng. Chúng ta sẽ lấy ra để mà dát. Rất là mỏng này. Cầm không khéo nó sẽ bị vỡ. Mỏng này. Vỡ ngay. Thì chúng ta có thể dát lên thành lớp dày. Đoạn này sẽ khéo một chút.
sau khi cái công đoạn mà dán lên xong rồi đó, chúng ta dùng cọ lông mềm và dặn. Ở cái đoạn này thì bụi nó sẽ bay rất là nhiều, chúng ta không có mở quạt được.